chân chỉ biết xua đò mỗi một lần tại trong công ty grab tại vì vì tại nhà trong vì vì sợ thì công nhân viên nhóm phục vụ lấy chiều bát một chuyến chiều bát không sầm bồ hay dương chẳng bay nhé đang bật bằng hai nhằm pi bạch nha đang nông sầm tiền sẵn và tay đang bông dương xua tha ta bạch nha chiều vậy bạch nha cứ chia chầm nẹt đấm chia cùng nên nâng sờ tát này ca ra ra chầm nẹt đấm chia ca đốt đấm chia bát đi sáu nâng chia con đồng lai giang bị xe sầm rạp lục lúc tu tơ bị dương tha bạch nha chia được bao bị xe bạch nha chia vật khâu đồng biên đồng lai đồng thoát đây mình hai tình bạn khi mình hai pra ni pra rư lui được tình bạch nha ba đồng lời hai công nghĩa khi thật khom xoay rô bạch nha ta một dạng ca sập sáng ca sra triếu ca sạp ca ri ri vi cha rằng nàng bởi giang lên tiếng xâm rạp nè đại căn phục sạc sá khi ba đi dây tha bạch nha ca hạ sray từ lơ ca xa của sọt hòa bọn bị chết phụng bởi giang lên tiếng nè đại miên bạch nha cụ nè đại miên bạch nha cụ riêng sốt ban tràn rư có sra triếu rộp ơ nhập bầy mũi kê hào quạt tha chia bật đất rư co chi nẹp rải đại miên đôi chia lộp Socrat lộp Plato Aristo chi tạm cho nên nông ra phòng phi quẩy chạy tôi sẽ phòng phi bạch nhà phòng phi bằng chai nhận ra phòng phi bạch nhà tha chia rộp bọc đại miên đồng lầy chia rộp bọc đại miên sẽ chia tôn tử cầm hai miên rộp bọc nàng là lưu thang đây đi miền đồng lai sna đồng bạc nhà đồng lai là miền đồng nông sự thiên sất chung phục bay khó đồng bạc hai nơi lâm hai đây nít miền đẹp na đại miền bạc nhà khlạng chi chiên sạch xa là môn đồng lai hàng giang bình tiết nâng nông bí sở nhà chá ban thì dây tha lộ dù sạch lúc dù sạch chiên mình nông đại miền bạc nhà cứ nông bí đại quát bàn chui trong cái xíp nếu bây giờ con bán cắt sài sọc và bóng sạch thả rõ hãy chui ở trong cái xếp rối phi ẩm nọc chẳng khác bán cái sạch thả rõ hay lúc dù sạch thả chi mình nụ đại miên bạch nhà là dương lực với được trong lục của bác thì cũng sai sạch mũi kho sang sập rõ buồn giá nguyên tiết sạch xa là mốn của kia rõ thả chi mình nụ đại miên bạch nhà đấy cứ nếu bây giờ bây giờ chắc bán ba cái con sổng hai sai sang là một quạt trục trong đại sang quạt trục trong và chia đi bỏ bẹt một lúc chín trán quạt nghiên cao một bảng với chín hai quạt bản sông bạc nhá ông bị bẹt được nông bị đầu bàn sát chụp bụng môi kho đập bí bẹt chim cha trong miên bản tu thá được chín hai anh đang ao ai miên bạc nhá đang dục bỏ hai hai tiền ở miên trong sầm bát thôn thiên kết dục tiền phong đầm lấy ban chỉ môn ấy mình đai miên sạch nà dạng lúc lời hai cầu ấy có mình đai miên sạch có mình đai miên đại trong miên đây tha vì muốn lúc lúc xa là muốn nâng cao sạch xa là muốn cứ miên nẹ na để miên bạch nha mà được quản một lời giang viết là trong Luca có ba nền dây tha Pre Giê-xu trong quên đai bạch nha trong Luca chúng phụ phí kho sai sắp nâng kho hà sắp phí Phật Giê-xu có căn tài phong và có đời bạc nhà rực tế tràn lạc hào chính tí có hào tài đạo bạc nâng chật nông hồ Phật Giê-xu trung rút nâng trung bằng hai bạc nhà hay trung chìa bạc trung bằng hai tha trung chìa bạc nhà một bị bạc chốt nâng thức nông cùng phi sắp phía sắp vĩnh ba lĩnh dị bàn trai chơi được đây trong phi bạc nhà sốc ơ chung đời tìm mùi chung mùi nâng nế sẽ đánh cao lại bạc chìa bạc hộp nây bạc nhà đây các loại ba bảy giai hóa chỉ đang cho nay đồng rẻ tại mà lúc các bậc cất kề vơ nghiên ra nhà nên sẽ đầy biên một đại vậy biết đây thà mà lúc đại sư quả bảy mà lúc đại cao loại bảy cứ chỉ nhẹ đại sư luôn thà quật niên ra nhà hãy niên ra nhà lúc cho bò na hai bậc xa tu nâng bảy giai hóa bán lợi nâng sự thiết sắc của cụ mà thầy nuôi kho sản phẩm bây giờ mình trang trung chiêm phật phong này bạch nhã hỏi nhà na đại của rốt phật ba hoa trung đáp một quả trung hỏi có phải bao trung lúc nâng trung lúc trung nâng đầu tiên ở miền bạch nhã miền đồng rết trên trên chỉ cha na đầm khổ đầm trớ đầm o cọ
đôi chi dương sắp ngay đại dương tam tài sung pranya của vị phật nông ca luôn nơi trăm ngày đôi chân em nông ca vị sư thiền sanh lý trong bằng hai tháng phật trung chi phật phục nơi pranya hai niệm để cho ba pranya luôn tự tu sung biển được nông giang cổ chụp phúc muối ngọc rác bàn chai thảo bà nẹ rô kia na muối khoa pranya miên tài sung đọc rẻ đại trung đầu tiên ta mở nút tiền óc đại sự thiết đặt phần tụ khổ đốt chân nhân khơi tha trong đất tim môi đi trong vòng hai tha bẹt trong chiên và phục này phải nhá hai nẹo là miền bẹt cùng nơi chim muối nút là miền phải nhà này bạn học con ráo nhân đang chơi trong đất tim đi trong môi nét trong môi là một chuyến học con bố mà con cái chân đang vừa con đường hai cho nó tìm 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 bố chân tìm tìm mình dạy tìm Phật nha chi Phật nha miên đùm lai cũng khót chân Phật nha miên miên đùm lai chẳng đơn đách đùm bay ba chim luôn miên nẹ khắc khom xoay rộng Phật nha luôn miên nẹ khắc khom rộng Phật nha miên mên tên tôi chỉ chưa rộng kia bạn khắc khom to bị khai mùi mùi đùm bay mò thật lòng thùng bếch mọc liên đùm bay rộng Phật nha để dân mình phát nhạc. Chắc là các bạn cùng bí sự kia sân các bạn chia đàn thả phát nhá mình đùm lấy đã mình ai cắt khai bàn hay phát nhá dân mình ai dốc lùi từ từng bàn tì rứa cô mình ai dốc cho sự bắt mình phát từ đầu bàn tay hay phát nhá có dân mình ai dốc chỉ vớt rõ không dân tức đâu là bên vô Phật nhà nó bán này chứ Phật nhà mình là bây giờ anh vô có một bí tâm rồi ở xa bán đó nên Phật nhà nó bị Phật nhà mình sẽ rắc gì khăn mình tình và sân chi Phật nhà dân anh rộng bán là xô xô rồi có anh tính bán tạm mười cách hai chi mà hát thay hai chi quật nên từ tinh bạch nhà hùng môn kia rất là con quát và bạch không liên đi từ tinh do bạch nhà hùng môn kia chân lối mi bạch nút lực ai lần tinh bạch nhà hùng bàn tì nếu không sự thiết sức chúng tôi quay khó là bạch bàn chai tha bạch nhà nút mi đồng lây chiên bồn thật tầm thật tiệt ất niên rất bọn nàng đã chất bậc nàng trong bán đã nâng dốc tư tâm ở xe mà nâng bán lưu lại chắc Phật nhà tôi chỉ thích bốn đồng mít đồng lấy con nơi đây mình ác tiếp kiếm nâng Phật nhà mà đây chắc những cơ nhà này lớp hát đây mình lúc tay tay rất xoay rất mạnh nha chắc cho người ta cướp lần lưng hạt đấy mà nó lần lưng miên nó còn nát đài ai chỉ lần tuyết hiếp nâng bạc nhạc bạn này tôi chỉ bố đi bạc tại dịp cho bạn đi rộng bạc nhạc bệnh đàn ổ ổ có một ai xe nâng bạc nhạc bạn này cho nó tiếp bày có đa miên bạc nhà tay tay sắp một phút ập bụng bạc chân tình hình trong trạng dụng kiếm bí bí cô nâng bụng đại dự ảnh mơ khơi một bí bạc nhà chân là con sự kia sắp trong bụng đọc bay khó mũi bàn trái khá có đa miên bạc nhà rồi mấy sắp tam đồng bông miên rồi bảo bụng tại một lúc chúng ốc mơ nghĩ mình bảo sắp tam bí bẩn tổ tê chỉ đang bất ập bụng bạn trong ở côn bạn vươn hóa hãy ấp bốc tay tay bình một tay đọc côn ở côn bạn luôn nơi và miệng thích sức chất trầm trầm hai tiếp đua tay ấp bốc sở lạc côn ấp bốc bạn vươn tục tích ca cực giang đầm bay vô mạch ở côn nên bạn luôn nơi nông sọc sử dụng hai côn đang miệng bạc nhá tàn tàn chớp chớp tục đặt sắp của vua và cùng đai hai sắp ca nàng ngô
របស់ឪពុកដែលពុកបានប្រាប់របស់គាត់ជុំមានរឿងទីហោមួយដែលនិយាយកត់ទៅនឹងប្រាជ្ញាគឺមើលមានបងប្អូនពីរម្នាក់ឈ្មោះហៅហើយម្នាក់បងឈ្មោះសារិនបាទឈ្មោះគាត់រស់ហៅគាត់មិនបានរៀនសូត្រមិនបានស្ដាប់អង្គពុកម្ដាយគាត់បានដើរលេងពាលាអវាសាយហើយមិនបានគិតគូរពីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទេគាត់មិនបានទៅរៀនគាត់មិនបានទទួលការរំទេគាត់មិនគាត់បែរជាទៅលេងបាយស៊ីសងវិញហើយធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់អាចធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់គាត់ទៀតដើរលេងវាពាលាអវាសាយរហូតដល់គាត់បានខ្លាចខ្លួនទៅជាមនុស្សទៅបាទគាត់ដើរលេងច្រើនពេកមានមិនខិតច្រើនពេករហូតដល់គាត់បានតែងខ្លួនគាត់ឲ្យធ្វើជាមនុស្សទៅហើយដើម្បីឲ្យមនុស្សទូទៅបានចាប់អារម្មណ៍រាងកាយរបស់គាត់ហើយនៅពេលមួយដែលគាត់បានដើរលេងពាលានោះយ៉ាងច្រើនទៀតរហូតដល់គាត់បានចូលបានជាប់ទៅមន្ទីរឃុំឃាំងឬក៏ហៅចុកគុកហើយនិយាយឃើញថាជីវិតរបស់គាត់ពុំមានសេរីភាពជីវិតរបស់គាត់អត់សូវមានតម្លៃជីវិតរបស់គាត់មិនត្រូវបានមនុស្សឲ្យតម្លៃហើយគាត់មិនបានមានជីវិតពិបាកមែនទេឪពុកម្ដាយគាត់មានចិត្តសោកសង្រេងបាក់ក្នុងចិត្តបាត់ព្រោះកូនរបស់គាត់មិនបានស្ដាប់ពពកហើយបានរហូតដល់ចុះសេះទៀតហើយនេះនឹងឃើញនឹងពីគម្រោងមួយហើយយើងមើលគម្រោងមួយទៀតដែលសរិនជីបងសរិនជាម្នាក់ដែលបានស្ដាប់ពពកហើយឪពុកម្ដាយហើយគាត់បានខិតខំសិក្សារៀនសូត្រហើយរហូតគាត់បានមករៀននៅសាលាព្រះគម្ពីរភ្នំពេញហើយគាត់បានរៀនចប់នៅសាលាព្រះគម្ពីរហើយគាត់មានចំណេះដឹងសមមកហើយគាត់អាចបម្រើព្រះអង្គបានគាត់អាចហើយរហូតដល់គាត់រៀនចប់ហើយគេបានលើកកូនប្រមុំមកគាត់ទៀតបាទហើយគាត់ក៏ដើរជាមួយព្រះអង្គបម្រើព្រះអង្គហើយគាត់មានប្រាជ្ញាក្នុងការធ្វើកិច្ចការដែរហើយគាត់អាចមានការងារសមមកដើម្បីនឹងពុទ្ធិសង្ឃព្រមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយមនុស្សជាច្រើនបានឲ្យចំណាយទៅគាត់ច្រើនមែនតើដោយសារគាត់មានចំណេះមានប្រាជ្ញាហើយអាចជួយសង្គមបានច្រើនហើយរហូតដល់គាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិធនធានសមមងអាចសង់ផ្ទះថ្មតូចមួយមួយនៅក្នុងនៅជាមួយក្រុមគ្រួសារគាត់ដែលមានសុភមង្គលចុះសរុបមកយើងគិតថាអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាដែលស្ដាប់ពពកពុកម្ដាយមិនធ្វើឲ្យពុកម្ដាយពិបាកចិត្តនោះទេប៉ុន្តែកូនដែលគ្មានប្រាជ្ញាមិនបានស្ដាប់ពពកពុកម្ដាយនោះគាត់បានគួរឲ្យក្នុងគ្រួសាររបស់បានជួបសេចក្តីទុក្ខលំបាកសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនបាទចង់អរគុណផងនេះជាចំណុចទីទី2និង3ហើយនឹងលេងបន្តចូល4ហើយយើងទៅបាទចំណុចទី4គឺនិយាយអំពីមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញានិងមនុស្សដែលមានងើនៅក្នុងកម្មវិធីនៅក្នុងកម្មវិធីប្រភេទសុភាសិតដែលនិយាយយ៉ាងនេះបន្តិចនៅក្នុងប្រភេទសុភាសិតចំពោះទី14ខ16បាននិយាយថាមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាដើម្បីសត់ស្លាតហើយទៅជិះវាពីផ្លូវអាក្រក់តែមនុស្សដែលមានងើគេមានចិត្តជើងមើងហើយទុកចិត្តតែនឹងខ្លួនឯងហើយមួយទៀតគឺកូពីសន្តិសង្ឃចំពោះ28:26យ៉ាងណាដែលទីពឹងតែចិត្តខ្លួនឯងនោះជាអ្នកមានលើហើយតែយ៉ាងណាដែលប្រព្រឹត្តដោយបញ្ញាវិញនោះនឹងបានប្រោះឲ្យរួចហើយមានកូពីមួយទៀតដែលសំខាន់ដែរគឺកូពីសុភាសិត12:15ថាមនុស្សមានលើរមែងឃើញផ្លូវរបស់ខ្លួនថាត្រឹមត្រូវហើយតែអ្នកណាដែលមានប្រាជ្ញានោះតែស្ដាប់សេចក្ដីរបស់មានវិញយើងឃើញថានៅក្នុងនេះវាសុទ្ធប្រមាណខដែលខាងលើដែលខ្ញុំបានអានមិញនេះគឺបាននិយាយអំពីមនុស្សពីរនាក់ដែលមនុស្សទី1គឺជាមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាហើយមនុស្សទី2គឺមនុស្សអត់ប្រាជ្ញា
Mình thức đầy miền phát nhá, khi chị mình đụng đại tập tu vô cầm bồ miền là một nhà tập tầy. Hai mình đụng quát tư chị nhẹ đại bằng tiếp khuôn. Tập dụng bò bị kê, không dùng nuôi bị kê, mà cút khuôn này. Nhưng mà như mình được hô mũi đẹp tông thì nâng thật cái cầm hôn. Pi nhẹ đại miền thật cái, khi thật cái cầm hôn đôi kia. Hay có tiếng cầm hôn đôi kia mới đạp mũi. Và tại thật cái cầm hôn mũi chia thật cái cầm hôn đại chốc cháy, được nói cầm hôn đại tổ ba chốc cháy. Chẳng này, thật cái mà nhận thêm tận ngon cầm hôn bà ra cháy. Cứ nhận đây bà ra cháy, cứ đời xa tại quạt mình bán sẽ đọc được bỏ vì tí tuần xa. Rồi cô mình bán sẽ đọc được bà chật, làm mấy chung chung thần chung, và đó được bỏ được bộ ghi tầm này. Tớ lơ, sẽ mặc tập hiệp, sẽ mặc tập hoa tại tầm này bàn phơ của lô mà bàn này. Và ta cứ quạt, thật cái nó cứ quạt chứ tớ lơ hôm nay, cứ tớ lơ hôm nay, đập toàn đến hôm nay, anh thay ra mỗi quạt đi đặt ra bà ra cháy. Hãy để phương viên sắp chặt quạt quạt thả chim được dùng buồn. Ta vừa đề bằng đại viên vật nhá, khi chim được dùng đẹp lại sắp dùng bom nhà dân đầy dùng hồ tôi chia thật cái mũi. Đại quạt mãi không còn tôi đáy tôi kinh nghiệm. Và đại quạt tay tay vừa chung, riêng lo khai mặt hai mặt đồ, viên tầm lấy. Tôi lớn mặt của kho đại quân quân được vô ba, mai ta phương dùng anh tập bây giờ nghiên ca đi nhầm ra, có sắp tìm được xa. Chị chào, hay ca đại quạt bật tiếp luôn dàng được chút lắm, thì tôi lại quạt. Tôi tu ba ca đi chậm ra, cô ấy không vươn quát chậm tăng đi chậm ra lại. Tôi cho thấy hai cái chi ở đây đây, sau khi sắp bàn thì dễ như kia ta. Nhét đầy bên bậc nhá, cô chỉ nhét đầy ở tiếp tu, sắp hiệu bò, trời ca bằng rạch. Hãy mua nhất cứ được thương ra đồng bì, sau khi sắp cho bụng đọc cô ta bằng bốn. Hãy nâng một phim bằng bây giờ mùi, bàn thả phụ nâng y nâng ngớ. Sắp đáy chênh ốc đen sẽ được thân được một tu, tại một đồng bì bậc nhá. Kê túc chất hay ngọt, rừng ngọt chân vinh. Mình tôi đừng nghĩ ngớ cái chắc khâm cho lâu. Mình chết túc ở rộng, mình vô cả lại thì sẵn. Cô mà đây tự vinh chân ngài tự lời. Còn đây nhé, tại bên phần nhá, cái tay tay túc bình thần. Ốc mụt, mình đây rồi nhận đồ tay chú chắc để xung quy xung đấy, cái cây cả là bỏ bỏ lại. Đi bà sắp tay thì chỉ được vì mình tôi phát nhạc, là tôi cần phải biết rồi. Bình tốt thì biết cứ đó thì mình đi bám thì dây ông bí ca này luôn. Họ cho tôi vô bạc nhà. Nói cái đúng bí viên sắp biến ca này luôn. Họ nhận tại sắp cho tôi bạc nhà. Cứ đôi tình luôn bạc ông bí viên sắp cho tôi bạc nhà mùi bạc thà con ơi. Châu tiên chất trong khu bạc nhà là bảo anh. Phải kiếm và chiếc chất xuống. Dô bò tảnh đài. Hãy được luôn những khu bạc buôn khô bạc buôn thà châu tu miên bạc nụ bạc. Nó kê nâng miên bạc nhà được tại trả lại. Hãy bồng đi to một nút xuất trở đất, nút kê nâng nhiên trong đây trong ra nắng này. Hãy nâng khó mùi tiết, cứ nâng nông trong vô tập hồng muốn khó bọc bấy ta. Cho sức tắc sức đây đầm bồ miến, hơi tổ tu sức đây bên đồn đài chọc, đầm bấy ở bên bạc nhà nơi khải mục. Hãy mùi tiết cứ nâng trong ra bồng đi, từ phiên sân đáy thì cũng một phim bấy khó tập hồng muốn. Hãy con ơi cho trong sức tắc, hơi bên bạc nhà chọc, trời ao tầm răng chật tầm tàm phần. Tôi chơi những khơi tha xa lầm mô, ta chỉ nhẹ nhẹ quân, chỉ mà nhẹ là nhẹ nhẹ quân mà không ra bằng bí dụng sắp lên quạt bàn này nổ. Họ nhận lại sắp, nhận lại tổ tú, sự bật vòng quạt. Bàn sắp xoay cái lúc bàn nhà, chất trong rồi chúng ta đẩn. Thôi tổ tú sức đây là bồ miền. Thay những sức đây trên tổ đại thì bây giờ nhẹ nông ngay tổ tú bàn lên bàn nhà để tháng một. Thầy đôi chìa cúc đài sổ lanh đọc côn, đài tài này nguồm trên sổ lanh đọc côn, tầm bây giờ biến bạc nhà. Thầy chung vinh chất, mà dùng luôn chất mà hỏi cô tụi tui vô ca tin vào tài lục. Tầm bây giờ kê ác đừng lúc nơi sốc sưu, nâng miên sự thiệp bằng cổ. Chắc chứ sổ rốc sức đây mà mình thật bị sự kia sắp tan bằng hai anh thang. Bạc nhà, cứ chi được thốc môi đầu miên tầm lạnh bằng khóc, mình ai cặp phai bàn. Vì viết tầm lấy dân chiếc bông tùm tùm. Hơi phải không tìm bạc nhà cũng như chiếc. Sức đây có khai có phép chìm chặt. Cá xoay xoay trong bạc nhà cũng rơi để xoay vô phép chìm chặt. Hơi nhận ra để cho xoay phép chìm chặt chìm muốn mua hơi. Nhà lúc ấy thì tôi bán bạc nhà này. Bây giờ mình thích nhận ra để xoay vô bạc nhà. Trong bán bạc nhà thì tôi sẵn. Cứ rơi có khai có phép lại. Có khai có phép chìm chặt. Tôi sẽ cho ở dưới chi diễn khắp đến chất phép. Miết tình đẹp tình đốc chung mùi phép tâm bây giờ. Chỉ vứt chơi ở lúc nơi bài của ngõ và xa được tụ bằng bạc nhà màu hình của nó. Nên ai cũng chỉ có khẩm mùi lại, không phải biết được tất cả bình dương.
Mũi tiết xâm rạp bọc không xa nhạc mây bình. Tập bí mặt hai dịp như cùng ba hô mà khi buôn nó không một chiều vậy. Băng Pháp Dương mà đi nét này xong tẹt. Đã truyền xung băng Pháp Dương tha. Nét này nét bạc nhà chỉ nét này sắp đẹp mình thu vào ông hỡi. Rồi bất tạm, nên lúc cứ có ông thì thiết chỉ nét này xong tẹt mà lời tử. Tại miền khó mà khó đà. Tức khi tên cho bọc bọc chung rồi lộ bọc 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 ná bò. Đẹp bọc mình bằng bọc lùi lại. Chân nhẹ là nhập đặt nhá, cứ chỉ nhận lại sắp tam khi còn tu một cuộc phải chịu chặt hai cuộc phận tam. Lúc ấy cứ chỉ nhận lại những người nhà. Chân đấy nhận lại một ngôn khái cứ chỉ nhận lại con lại sắp tam còn tu bông ấm hai kê một bàn và phận tam. Cứ đôi chỉ nhận lại xong tét nơi lớn đánh sạch để cho nó chung quy dân nó cứ vừa tét một lúc. Là sao thật tét nó bằng tình thường. Mũi tiết ra cái bình mạng khai trở lại một phí phạm khô mũi ta không bằng bay bằng những cái bình sạch trầy. Đọc nhẹ thì sạch trầy phạm nhẹ nhận bạch nhá, sạch trầy phạm nhẹ nhận bạch nhá. Sạch trầy phạm nhẹ lấy nhận bạch nhá, sạch trầy đầy rộng trăm, đọc lấy cũng đủ. Cứ nâng trong một bằng rồi giải trị ca rộng trăm, đòi trạng thị thang. Tôi chơi những sử dụng nâng bí sạch nhạc mấy trăm ra nhận thang. Đọc bê bên bạch nhá thì dưới từ sạch bạch bằng tù về sưu thích, đòi của vật tám, nâng nhưng ngay dưới khi chỉ nét đây là tôi bằng tất nhà. Chỉ nét đây là tôi bằng bầu thì chỉ bằng tất nhà. Chắc có con sáng thì không mà mình chọc trong phần lít này. Tôi làm mình đủ ai xung bán. Làm mình xung đuôi á. Đuôi vui. Đang đuôi đi. Đuôi cho lại cái anh nên dịch mình chẳng dịch mình. Sân ba dung nghiêm tại nhà hầu. Bên tay lại tên chỉ nhận trò mình. Hãy nhận ra một sơ minh bởi nhá. Và đây là tôi chỉ nhận viên trong bản trang mình. Chúng ta mùi là sẵn khăn chìm là hai đồng bệnh. Đặc năng trang mấy bàn trạm tha tu mây chỉ dương. Tu bàn thèm đầy trầm ngủ. Trầm tái bậc miệt trèm với những chuyện ở phía nhỏ. Chính như thời tha nhẹ là miên bạch nhá. Quân cứ chỉ mình nhẹ là quọc đẹp. Nông trạm tiếp mặt ra quân nhẹ là miên bạch nhá. Còn quọc đẹp chấm. Hai bài bán chứng quát trơn tập tu ở rộng lực thiệp đầy trò dưỡng áp đơn tha bệnh nhiễm hai đặc cao với xâm ra bệnh đơn. Hai dưỡng phần đơn tha ta được ngay khoảng ngốc quát khai trình nhạc nhiên đường ngọt. Nít chứng hai đặc cao mong bệnh xâm ra chữ vật đẹp nè. Nhưng mà thưa các bạn đấy vì cả năng mặt ta vậy thì dòng trái bán cứ dòng trái tha nhẹ đại biên bạch nhá cứ chỉ biết là có phép hay nhẹ đại biên trọng sản phẩm trang là có phép nó cứ ẩn với nhau để tôi bất tư không dùng nghiên sức bằng rằm đến chú bác khá bạch nhá nên sẽ là phần khác nhưng thì bông tưởng tượng tất nhiên nên sẽ là phần khác nhưng thì bông tưởng tượng tất nhiên và tại cả hai chuyện nhạc là khi nên là tu ta một phía sức và tại sự phía sức bằng rằm dân dân thì sẽ thả ca này miên bạch nhá nhưng vì sẽ thì chiếm trọng sản phẩm trên nhìn thành tất nhiên rồi cho nên cơ hội miên mình bán dùng khăn lư จับมัน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